chào quý khán giả đang đến với chuyên đề Kinh tế Hợp tác xã được liên minh với Hợp tác xã và Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, ấp Suối Son, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai được đánh giá là có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để phát triển nhiều loại cây ăn quả có giá trị kinh tế. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn chủ yếu trồng các loại cây có múi mà phần lớn là diện tích trồng bưởi trên đá núi lửa. Hộ gia đình bà Vòng A Phón là một trong những hộ đầu tiên tại xã Gia Canh đưa giống bưởi da xanh về trồng trên đất núi lửa ấp Suối Son 1. Với khả năng chịu hạn tốt, phù hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nơi đây nên cây bưởi phát triển tốt và cho năng suất cao. Học hỏi được nhiều cái lợi ích về làm bưởi. Dạ. Cụ thể là những cái kỹ thuật như thế nào? Thuốc xịt, phân bón, tạo tán. Dạ. Kể từ khi tham gia tổ hợp tác trồng bưởi ấp Suối Son 1 do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Canh quản lý, bà Phón đã được hướng dẫn áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn bưởi như chọn giống, làm đất, chăm sóc bón phân, phòng trị bệnh trên cây bưởi da xanh. Chung là tổ trưởng tổ hợp tác thì mình cũng như là mình vận động các thành viên trong tổ cũng như bà con ở đây người ta tham gia vào tổ, thì vào tổ thì nó cũng có nhiều cái quyền lợi. Thứ nhất là trước khi mà vào tổ mấy năm đầu tiên là cũng được hỗ trợ cái giống, rồi được học cái kiến thức khoa học kỹ thuật để bà con người ta biết cách để người ta trồng, thì nói chung là vậy cũng có nhiều cái quyền lợi nên bà con người ta cũng thích tham gia cái tổ hợp tác cái bưởi da xanh. Đến nay, cây bưởi của tổ hợp tác cho năng suất cao, góp phần cải thiện đời sống cho thành viên. Phát triển mô hình kinh tế hợp tác của chi hội phụ nữ đã góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giúp hội viên liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Trong thời gian qua thì nói chung là cái cây bưởi thì bà con người ta tham gia thì trồng ai cũng có thu nhập cao. Nói chung là cái tổ hợp tác của mình là cũng khoảng 37 thành viên, là trong đó được 50 mấy là lao động, thì người nào cũng có việc làm hết. Nói chung là bán bưởi thì thu nhập hầu như là ổn định hơn các cây khác. Thì phụ nữ cũng hỗ trợ là nói chung là có cái nguồn vay của ngân hàng chính sách, thì phụ nữ cũng đưa về cho cái thành viên tổ hợp tác là vay vốn. Nói chung là ưu tiên cho tổ hợp tác đầu tiên là được vay cái giải quyết việc làm đó. Mỗi người là được 80 triệu để mà sản xuất, đầu tư cho cây bưởi, chăm sóc cây bưởi. Về thành lập tổ hợp tác thì xã thì cũng hỗ trợ, là nói chung là trong khi cái thành viên tổ hợp tác mình có cái nhu cầu gì thì xã người ta sẽ hỗ trợ cái đó. Chẳng hạn như vay vốn thì xã cũng có nguồn cho mình vay. Vì cái nông dân huyện cũng cho cái tổ hợp tác vay vốn, nói chung là ưu tiên cho tổ hợp tác. Đợt cái giai đoạn mà nông thôn mới thì cái tổ hợp tác thì nó cũng là giúp cho bà con thêm được cái thu nhập là chính. Vì hiện tại bây giờ là bà con đa số là chiếm người Hoa nhiều, làm vườn là chính, nên là làm thêm cái tổ hợp tác để bà con được cái là thu nhập đầu ra và đầu vào để cải thiện cuộc sống. Thời gian qua, các thành viên trong tổ hợp tác thường xuyên gặp mặt, chia sẻ kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi. Không chỉ thế, các thành viên còn tích cực tìm kiếm đầu ra ổn định cho trái bưởi da xanh. Đến nay, tổ hợp tác này có tất cả 37 thành viên, đa phần là các hộ dân có diện tích trồng bưởi da xanh trên đá núi lửa với diện tích gần 10 hectare. Vừa rồi là thời lượng dành cho chuyên đề Kinh tế Hợp tác xã của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.